Xin chào các bạn đến kênh Phạm Huy nha. Hôm nay mình chỉ cho các bạn vào cám hút mật nha. Chim hút mật và chim xanh tím nha. Cũng như là cũng có nhiều người vô cám khác nhau, nên mà hôm nay mình chỉ riêng về khách vô cám của mình nha. Đang bỏ nước 30% nha. Đây là mật ong nha. Khoảng 20 nha. Ít thôi. Như nè. Ít thôi đừng nhiều quá. Đây là cám sữa các bạn, mua ở đâu cũng được á. Được thì các bạn mua cám gia kiệm cũng được. Đó, như vậy là được rồi. Các bạn nên cho nó ăn một ngày nha. Qua ngày sau nó hút đó, nó sẽ rút hết nước vậy. Nó càng rút đó, nó càng đặc đó, thì các bạn chỉ cho thêm cám nha. Đừng bỏ nước vào mật ong nha. Thêm cám là được rồi. Chừng nào nó ăn được đó, các bạn cho ăn cám hạt nha. Đó. Bỏ cám hạt nha. Nhuyễn thôi. Từ từ chuyển qua, từ từ làm được nha các bạn. Đây chim xanh tím mình đây. Mình cho các bạn xem con chim ăn cám nha, cho các bạn nha.